40 năm không ngừng phát triển và lớn mạnh với mong muốn mang lại sản phẩm chất lượng đồng hành cùng người Việt. Hồng Ký tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thiết kế, chế tạo và sản xuất thành công các sản phẩm bao gồm máy hàn, máy chế biến gỗ, máy ngành thép, đặc biệt là motor, động cơ điện. Quy trình sản xuất motor được thực hiện chỉnh chu ở tất cả các công đoạn. Motor Hồng Ký được đội ngũ kỹ sư, chuyên gia nước ngoài có chuyên môn cao, nghiên cứu và chế tạo, tạo tiền đề cho sản phẩm motor chất lượng, năng suất và bền bỉ. Hồng Ký sản phẩm là sản phẩm của tất cả các công ty sản xuất. Chúng tôi đã làm việc với các công ty để thiết kế các công ty sản xuất. Chúng tôi đã làm việc với các công ty 機械は壊れない。そしてなおかつ安い機械を作っています。Trong quá trình sản xuất, motor Hồng Ký được gia công cơ khí bằng hệ thống robot tự động và máy Okuma hiện đại, giúp các chi tiết máy được gia công với độ chính xác cao, chất lượng đồng đều về mọi mặt. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn, phục vụ cung ứng khắp cả nước. Tại công đoạn gia công điện, phin và dây đồng được lót và quấn hoàn toàn tự động bởi hệ thống máy móc hiện đại. Đặc biệt, công nghệ quấn dây tự động này được lập trình số vòng quấn nên độ chính xác cao, giúp men dây không bị trầy xước. Tiếp đó, cơm stator được công nhân căng pha và đấu dây, đồng thời cố định đầu dây, sau đó được mang đi kiểm tra bằng máy chuyên dụng. Stator là cụm quan trọng của motor. Chính vì vậy, việc thực hiện và kiểm tra kỹ càng là vô cùng cần thiết. Sau khi kiểm tra, cụm stator được tẩm xí nhiệt, đảm bảo độ kết dính giữa các vòng dây quấn, tăng độ cách điện, đảm bảo an toàn điện, tăng độ bền động cơ. Rotor và trục được gia công cơ khí ban đầu, đến đây được ép thành một cụm, sau đó được cân chỉnh độ đồng tâm. Cụm rotor được gia công bằng công nghệ CNC, tiện tinh và cân bằng động, hạn chế độ rung khi hoạt động, đồng thời tăng tuổi thọ động cơ. Cuối công đoạn, cụm stator, rotor, vỏ và nắp được ép thành một khối trước khi sơn và đóng gói. Sau quá trình lắp ráp và kiểm tra chất lượng kỹ càng, motor Hồng Ký được sơn phủ bề mặt, chống rỉ sét và đóng gói hoàn thiện. Motor Hồng Ký được ra đời với công suất mạnh mẽ và sự hoạt động bền bỉ. Sản phẩm sẵn sàng phục vụ cho các ngành công, nông nghiệp và xây dựng. Đặc biệt, phù hợp lắp đặt trên các ứng dụng trong ngành nuôi trồng thủy sản, tiết kiệm điện năng, đem lại lợi nhuận tối đa cho người dùng. Motor Hồng Ký được phân phối đi khắp 63 tỉnh thành. Để tìm hiểu thêm về Motor Hồng Ký, khách hàng vui lòng liên hệ ngay hotline 1900 636 536 để được hỗ trợ nhanh hoặc truy cập website hongky.com.